Cả cái quãng đời sinh sống ở Hà Nội về thủ đô và Hồ Gươm là gắn bó với tôi rất là sâu sắc. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với Hồ Gươm và từng gốc cây, từng cái cây ở trên xung quanh Hồ Gươm đều để lại cho tôi những kỷ niệm suốt trong cuộc đời của mình. Cái việc phục hồi cây xanh ở quanh Hồ Gươm làm tôi thấy rất là vui và phấn khởi, và nhìn đến cây xanh đang đâm rồi đẩy lộc, tôi tin chắc rằng Hồ Gươm sẽ đẹp và xanh trở lại trong con mắt của những người dân sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cũng như tất cả những du khách đã đến với Hồ Gươm. Nhìn những cây xanh bắt đầu là đâm chồi trở lại sau cơn bão Yagi làm tôi vô cùng phấn khởi, sung sướng vì đất nước mình đã từ từ hồi phục lại sau một cơn bão lớn chưa từng thấy. Việc cứu sống cây xanh thì nó mang ý nghĩa rất lớn, là tạo một sự sống và một cái sự coi như là năng động. Khi mà tất cả mọi người, kể cả nước ngoài, khi đến đây là nhìn vào những cây xanh này là thấy đất nước mình là vô cùng là tươi đẹp. Đây là cây xanh nằm ở quảng trường Ngân hàng Nhà nước ngay trước vườn hoa Diên Hồng. Và theo những quan sát của chúng tôi thì sau khi được tiến hành trồng dựng lại thì cây đã bắt đầu đâm chồi và ra lá mới. Và đây quả thật là một tín hiệu đáng mừng sau những nỗ lực cứu sống cây xanh của thành phố trong những ngày vừa qua. Giảm bão và phục hồi cây xanh, hai việc song song, khẩn trương và rốt ráo. Người lãnh đạo cao nhất của thành phố đã lưu ý phải phục hồi những cây thuộc loài quý hiếm, những cây còn có thể tái tạo, hồi sinh. Người dân thủ đô cùng lực lượng chức năng đã cứu sống nhiều cây xanh cổ thụ, cây quý hiếm. Dù công việc này không hề dễ dàng, đơn giản, nhưng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia, cây xanh trên nhiều tuyến phố, công viên đang dần được hồi sinh. Mình cảm thấy rất là vui, bởi vì cây xanh nó như lá phổi của thủ đô ấy. Khi mà mình cảm thấy nó được hồi phục lại thì sức sống của thủ đô nhưng cũng như được hồi phục lại. Mình mong muốn là thủ đô ấy trồng lại nhiều cây xanh mới, bởi vì thứ nhất là nó cung cấp cho mình cái cảnh quan cũng như là vừa che bóng mát cho mình nữa. Nên là sau khi mà thủ đô trồng lại nhiều như thế thì người dân ở đây cũng được hưởng rất là nhiều những cái lợi ích từ những cái cây xanh đấy. Đối với những cây to thì vô cùng khó khăn. Đây là một cái trách nhiệm lớn của các cái công ty duy tu duy trì. Bởi vì là để làm được một cái cây này thì trang thiết bị, con người, kỹ thuật đi theo đó là rất lớn. Khi mà đã mất một cái công sức lớn như thế thì ai cũng muốn là cái cây sống lại. Chứ nếu như mà không sống lại được thì ai cũng tiếc công. Và thực sự đấy, đối với người Hà Nội, đối với những người làm cây xanh là lương tâm ai cũng muốn là mình có công trong cái việc cứu cái cây. Khoảng 3.400 cây xanh bị gãy đổ, trong đó có 103 cây đường kính to, 33 cây quý hiếm, cây di sản được bảo tồn, là minh chứng cho nỗ lực của thành phố trong giữ gìn, tái tạo, phục hồi không gian xanh đô thị. Hiếm có nơi đâu như thành phố bên dòng sông Hồng này, từng góc phố, hàng cây đều gắn với ký ức thẳm sâu, những câu chuyện thấm đẫm yếu tố văn hóa lịch sử. Những chồi non hú lên đón nắng vàng mùa thu Hà Nội như những tín hiệu vui sau ngày bão lũ.